0655 1154. Võ Thị Kim Trung. Hợp đồng này nhá, thì tháng 11 chị làm cho khách, nhưng ban đầu thì khách không kê khai tình trạng sức khỏe. Về sau chị đến khi mà chị làm á, thì khách cũng kiểu như là trên tinh thần là không khai báo thực sự ấy. Đấy, không khai báo rõ ràng ấy. Thế sau đấy thì chị biết một số thông tin là chị vô tình chị vào cái list danh sách ảnh của anh khách ấy, thì khách chuyển cho chị cái máy là chị vào thì vô tình thấy rất là nhiều bệnh. Đấy, thì chị thấy có một số bệnh chị mới kê. Chị có kê vào hồ sơ rồi. Thế nhưng về sau là chị không đồng tình. Thì chị đã bảo là thế này, vậy thì là để chị thấy rằng những bệnh nào chị khai cụ thể cho em. Thì khi mà hợp đồng mới xong rồi thì chị cũng đã kê thêm. Thế nhưng mà khách vẫn không có cái hợp tác kiểu như là trung thực ấy. Đấy, thì chị cũng có phản ánh là bây giờ chị phải kê khai trung thực cho em tất cả những cái bệnh chị đã điều trị. Đấy, thì sau hôm vừa rồi thì đi kiểm tra tiếp ở bên văn phòng đi kiểm tra đấy, thì khách lại có thêm cái phần tuyến giáp nữa. Thế nhưng khách cũng không đồng tình cho chị kê. Thì mới lại khách chỉ cho kê mấy cái bệnh về đầu gối rách ấy thôi. Đấy, mới lại về những cái bệnh ấy thôi. Thì chị không đồng tình, chị bảo bây giờ cái này nếu mà sau này công ty phát hiện ra sẽ không hay. Thế cho nên là chị khách thì bây giờ đến lúc về sau thì khách lại quay ra là khách kiểu như là ý là làm kiểu như nghĩ là chị gây khó khăn ấy. Thế chị bảo là cái này là tất cả về quy định ấy, về tiền sử là bắt buộc mình phải kê khai trung thực. Đấy, thì khách lại có liên hệ với tư vấn khác. Và tư vấn khác thì chắc là cũng có nói là cũng không cần kê khai những cái gì nó không phải chưa nằm viện đấy, chưa chưa ấy ra đấy, thì không cần kê. Thì chị thấy như thế là không được, bởi vì là vừa rồi công ty đã